Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Điệp Phong nên duyên từ nhiều bộ phim truyền hình. Năm 2008, Triệu Lệ Dĩnh 22 tuổi, cô tham gia bộ phim truyền hình Show Queen Quy của Đảng Cộng sản năm đó. Phải nói rằng đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giao nhau. Đáng tiếc, lúc đó Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên chính, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng vai một cô hầu gái nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thậm chí không có cơ hội giao tiếp. Vào thời điểm đó, có lẽ Phùng Thiệu Phong đã không nhận thấy sự tồn tại của Dĩnh Bảo. Cùng năm, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nhỏ trong bộ phim Một cặp trùng nhau và Phùng Thiệu Phong một lần nữa được đảm nhận vai chính. Có thể nói đến ngã tư thứ hai vẫn không hề tạt một giọt nước nào. Về phần Triệu Lệ Dĩnh khi đó, tâm trí của cô không nói đến chuyện tình cảm. Sự nghiệp của cô ấy vẫn chưa thăng tiến và cũng không còn quá trẻ. Triệu Lệ Dĩnh còn phải cạnh tranh nên đương nhiên cô ấy muốn tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí. Vì vậy khi đó Triệu Lệ Dĩnh đích thị là không để ý gì đến Phùng Thiệu Phong. Khi một người con gái cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì người đàn ông chính là vật cản cho thành công của họ. Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy biết rằng mình không xuất thân từ chuyên ngành, vẫn còn quá nhiều điều kiện để cải thiện diễn xuất. Để nâng cao kỹ năng diễn xuất, cô cũng đã hỏi ý kiến của một số đàn anh về kỹ năng diễn xuất của mình. Những năm gần đây, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong tiến triển thuận lợi, nhưng cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh lại không hề dễ dàng. Nhiều đạo diễn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh mặt tròn khó diễn, có người cho rằng khuôn miệng của cô quá ướn ẹo, khó có thể đảm nhận vai chính. Cho đến năm 2010, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa hợp tác với Phùng Thiệu Phong vào vai cô gái nhỏ nổi loạn trong Thời Gian Đẹp Như Mơ. Ngay cả khi họ đã hợp tác nhiều lần, do khoảng cách địa vị giữa hai người quá lớn nên có lẽ họ đã không để ý đến nhau. Trong nhiều năm như vậy, Triệu Lệ Dĩnh có thể coi đã trải qua nhiều chông gai thử thách. Cô đã ổn định sự nghiệp của mình và cuối cùng cô đã bắt đầu suy nghĩ về tình cảm. Năm 2017, cô tham gia Sở Kiều Truyện, đảm nhận vai chính và được nhiều người yêu thích. Thời điểm này, cô cũng tham gia bộ phim điện ảnh Nữ Nhi Quốc cùng Phùng Thiệu Phong. Và đây là lần đầu tiên họ chính thức hợp tác với nhau trong cùng một đoàn phim. Triệu Lệ Dĩnh bị người qua đường chụp ảnh đi chơi, hẹn hò cùng Phùng Thiệu Phong, nhưng cả hai chưa từng công khai mối quan hệ. Năm 2018, họ có lần hợp tác thứ hai trong Minh Lan Truyện. Bộ phim đã gắn tên tuổi của hai người họ lại với nhau. Tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức công bố kết hôn, gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc vào thời điểm đó, bởi trong mắt mọi người, dường như cặp đôi này không có điểm giao cắt. Phùng Thiệu Phong, đường tình cảm của anh trong làng giải trí tương đối phong phú, anh cũng bị chế giễu là tay chơi. Triệu Lệ Dĩnh thì khác, cô ấy đã làm việc nhiều năm, nỗ lực không ngừng nghỉ, không scandal. Vì vậy, khi thấy Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố đăng ký kết hôn cũng khiến nhiều người ăn dưa bở. Năm tháng sau, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa chia sẻ tin vui về sự ra đời của con trai cô. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần tham gia cùng nhau, thậm chí cùng tham gia ghi hình một số chương trình, tỏ ra rất tình cảm. Chỉ là cuộc hôn nhân này dù sao cũng đã sớm kết thúc, để lại bao điều tiếc nuối ngẩn ngơ trong lòng người hâm mộ. Chúng mình cùng ủng hộ cho Dĩnh Bảo nhé, dù sao Dĩnh Bảo chọn ai, chúng ta cũng mong cô ấy ngày càng thành công và hạnh phúc hơn.